qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương và bằng khen của Bộ Công Thương cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp vì sự nghiệp phát triển của ngành công thương. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương chia sẻ là một bộ quản lý đa ngành, khối lượng công việc Quốc hội giao cho Bộ Công Thương là rất lớn. Ngành công thương cũng là ngành được các cử tri cả nước, các cấp quan tâm và dành nhiều câu hỏi chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội. Trong bối cảnh đó, nếu không có sự giúp đỡ của các đại biểu Quốc hội, Bộ Công Thương không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Song song với việc trao kỷ niệm chương và bằng khen, buổi lễ cũng là dịp để các lãnh đạo, đơn vị, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ Công Thương giao lưu gặp gỡ với các đại biểu Quốc hội ngành công thương. Đã có 40 đại biểu Quốc hội đã và đang hoạt động trong ngành công thương có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển ngành công thương Việt Nam được trao kỷ niệm chương vì sự phát triển ngành công thương Việt Nam và 58 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ và phối hợp với Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ Quốc hội thứ 13 được trao tặng bằng khen trong đợt này.